Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Hoàng Ngọc thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 111 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ 111 Thạch Trư ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại là lúc bây giờ Diệp Húc nhập chủ thân thể Liệt Hỏa Minh Tôn đã bỏ chạy được hơn 10.000 dặm, nhanh như ánh chớp. Hắn bước ra một bước liền hơn 100 dặm, hư không dưới chân đều bị nghiền nát, vỡ tan như một tấm mạng nhện. Thân thể Liệt Hỏa Minh Tôn mạnh mẽ, bá đạo tuyệt luân, vốn không cần bay, chỉ cần cất bước lao đi thì có rất ít người có thể đuổi được. Đột nhiên Diệp Húc cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình suy giảm nhanh chóng, cả kinh trong lòng, vội vàng nhìn kỹ tử phủ của Liệt Hỏa Minh Tôn, chỉ thấy trong đấy luân hải thứ 8 đã hoàn toàn khô cạn. Tu vi cảnh giới của ông ta từ tam bất diệt cảnh trực tiếp rơi xuống tam tướng cảnh thiên tương kỳ. Ta phải hạn chế sử dụng thân thể Liệt Hỏa Minh Tôn thôi, nếu không tu vi của ông ta lại tiếp tục giảm xuống nữa. Chờ luyện hóa xong thiên địa pháp tướng của Hạ Trung Đường, ta có thể thong dong thao túng cái thân ngoại hóa thân này. Người chặn người giết, Phật cán giết Phật. Diệp Húc tế ngọc lâu lên thu hồi thân thể Liệt Hỏa Minh Tôn. Đột nhiên hắn cảm thấy vô tận sát khí từ phía trước truyền đến, tâm vừa động lập tức vận chuyển bản phương khai thiên kinh. Chỉ nghe những tiếng răng rắc vang lên từ trong cơ thể của hắn, cổ của Diệp Húc lại mọc ra 3 cái đầu, dưới nách lại chui ra thêm 6 cánh tay nữa. Vô số nghịch lân chân long từ mặt ra mọc lên rậm rạp, trong chớp mắt liền chảy rộng toàn thân. Vù. Hắn mở ra một đôi cánh thịt dài rộng, mở cánh ra dài 20 thước, vỗ cánh bay đi về phía trước. Hắn vỗ cánh phi hành, chỉ thấy năng lượng khủng bố trong không gian quanh thân bị thân thể mạnh mẽ của hắn ép cho thoát khỏi hư không. Vô số tia sét đánh xuống giống như sấm chớp cuồn cuộn. Lúc này Diệp Húc chính là một tên hoàng tộc đế thích, một trong 4 hoàng tộc của ma tộc, thân phận vô cùng cao quý. Khác với Liệt Hỏa Minh Tôn chính là Liệt Hỏa Minh Tôn dáng vẻ cực kỳ cao lớn, chính là một người khổng lồ cao 10 trượng. Hơn nữa sau đầu có thần điện ma hỏa, hàng tỷ thiên ma thần quốc, khí thế vô cùng hùng mạnh, giống như một vị ma thần. Mà Diệp Húc biến thành hoàng tộc đế thích 4 đầu 8 cánh tay, thân thể chỉ cao hơn người thường một chút, cũng không quá cao. Hơn nữa sau lưng mọc ra một đôi cánh thịt, sau đầu cũng không có thần điện ma hỏa, chỉ có 4 vòng công đức kim luân chuyển động liên tục không ngừng nghỉ. Khí thế của hắn tuy mạnh nhưng không mạnh đến mức có thể đè sụp cả hư không như là Liệt Hỏa Minh Tôn. Không lâu sau, Diệp Húc liền đuổi theo sát khí mà đi vào một chiến trường rộng lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy phía trước một mảnh mênh mông, sương mù dày đặc bao phủ hàng ngàn hàng vạn dặm. Sương trắng kia gió thổi không tan, mà nó bao phủ đất trời hàng nghìn hàng vạn dặm, không biết sâu bao nhiêu. Bên trong sương mù thi thoảng truyền đến tiếng hô giết, giống như thiên quân vạn mã đang đấu tranh anh dũng. Vô tận khí sát phạt phóng lên từ trong sương mù. Diệp Húc nhìn đến thì không ngờ đám khí đó hóa thành những chiếc chiến hạm cực lớn, đấu đá lẫn nhau, nghiền nát hư không, ép cho không gian đầy sương mù kia vỡ ra từng tấc một. Những chiếc chiến hạm đó chẳng lẽ là tinh khí biến thành sau khi bất diệt chi bảo bị đánh nát hay sao? Diệp Húc kinh hãi vạn phần, lẩm bẩm nói: bất diệt chi bảo rất khó bị hủy diệt, tỉ như linh cứu thanh đăng. Diệp Húc và Già La Minh Tôn từng dựa vào bảo vật này chống lại tiễn khí của Nghệ Hoàng Kim Tiễn, cho dù nó bị bắn cho thủng lỗ chỗ nhưng nhanh chóng khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Mà ảo ảnh hình chiến hạm trong sương mù kia rõ ràng là bản thể đã bị người ta đánh nát, tinh khí trong bất diệt chi bảo vẫn bảo tồn trạng thái trước. Đánh nát cả bất diệt chi bảo, nơi đây rốt cuộc là chiến trường gì đây? Diệp Húc áp chế sự khiếp sợ trong lòng, lại thấy một luồng sát khí hóa thành một vị ma thần ngàn mắt ngàn tay đồ sộ đứng vững trong chiến trường giữa biển mây mù dữ tợn vạn phần, múa may ngàn cánh tay, mắt bắn kim quang. Đây là một gã đại minh tôn vương tam bất diệt cảnh của hoàng tộc Hầu La, bị người đánh nát thân thể nguyên thần và thiên địa pháp tướng. Cho dù là thân thể bất diệt cũng bị người ta nghiền nát thân tử đạo tiêu. Đây là một gã đại minh tôn vương tam bất diệt cảnh của hoàng tộc Hầu La, bị người đánh nát thân thể nguyên thần và thiên địa pháp tướng. Cho dù là thân thể bất diệt cũng bị người ta nghiền nát thân tử đạo tiêu. Sau khi ông ta chết, ý khí bất khuất giữ lại một phần tu vi khi còn sống, có lực sát thương khó có thể tưởng tượng được như trước,
chiến trường trong sương mù kia rốt cuộc là nơi nào, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thậm chí cả Đại Minh Tôn Vương Tam Bất Triệt Cánh đều bị đánh chết như vậy. Đáng tiếc là Bạch huynh không có ở đây, với kiến thức uyên bác, hắn ta chắc chắn biết chỗ của quái của nơi này. Diệp Húc giờ lại hơi nhớ chỗ tốt của Bạch Nam Hiên. Bạch Nam Hiên tuy phúc hậu lại hơi cổ hủ, nhưng hắn ta tri thức uyên bác, một quyển họa quyển yêu văn trong tay, tri thức phong phú đủ sánh với những kẻ đứng đầu thánh địa, gần như không gì là không biết. Nếu như Bạch Nam Hiên ở đây, hắn nhất định có thể nói rõ lai lịch của chiến trường cổ này. Chiến trường trong sương mù kia, tiếng chém giết như sấm, lại có từng đội nhân mã như ẩn như hiện bên trong màn sương, đánh nhau sống chết. Có tế vu bảo, có người dùng vu pháp, thanh thế trời long đất lở. Ta cướp đi thiên đình Hạ Gia, e là lúc này nhân hoàng của Hạ Gia cũng sẽ không ngồi yên. Không bằng tiến vào trong chiến trường này, tránh Hạ Gia đuổi giết vậy. Diệp Húc hít một hơi thật sâu, suy tính một lúc. Hắn bỗng buông khí thế ra, ở sau lưng hình thành một mảng đất trời hỗn độn. Thanh ngọc thụ miêu tạo ra thanh chọc nhị khí, tiến hóa thiên địa. Trong chớp mắt, một gốc thanh thụ khai thiên lập địa. Trong biển cảnh tượng, Kim Mô Đại Nhật Luân Hồi hiện ra, ép mở sương mù quanh thân Diệp Húc. Hắn định né tránh Hạ Gia, nhân tiện hấp thu thu hoạch trong thời gian này, an tâm trấn áp luyện hóa thiên địa pháp tướng của Hạ Trung Đường. Hắn cướp đi thiên đỉnh của Hạ Gia, đánh nát Hạ Trung Đường, trấn áp thiên địa pháp tướng của y. Hạ Gia tất sẽ không bỏ qua cho hắn, nhưng nếu trốn vào trong chiến trường cổ này thì có thể né tránh Hạ Gia truy tìm. Diệp Húc mới bước qua xương trắng đi vào chiến trường này, đột nhiên chỉ cảm thấy sát khí kéo tới nặng như núi. Từng đợt sát khí nhẹ nhẹ như những cây ngân châm đâm vào trong những lỗ chân lông trên người của hắn. Loại sát phạt khí ác liệt sắc bén này kích thích sát niệm trong lòng của Diệp Húc. Tám con mắt mở ra, từng dòng hào quang màu đỏ bắn ra từ trong mắt. Sát khí nơi này nặng như vậy, thậm chí ảnh hưởng tới bản vương khai thiên kinh của hắn, làm cho môn tâm pháp chưa hoàn thiện này điên cuồng vận chuyển, tốc độ càng lúc lại càng nhanh. Đồng thời tu vi của hắn cũng đang tăng dần nhanh chóng, hướng lên những tầng cao hơn. Oanh! Thiên địa sau lưng Diệp Húc kia, bên trong biển rộng đột nhiên xuất hiện một vầng liệt nhật nữa. Bên trong mặt trời lại sinh ra một con Tam Túc Kim Ô có hình thể cực lớn, kéo Thái Dương phi hành. Đến tận đây, trong khí thế của Diệp Húc có hai mặt trời, hai con Tam Túc Kim Ô khống chế ánh nắng lên xuống chìm nổi, phát ra nhiệt lượng vô cùng vô tận. Hai con Tam Túc Kim Ô này khi bay mỏi liền đậu lên thanh ngọc thụ miêu, vô tận đại hỏa từ ngọn cây chảy xuống tận gốc rễ, giống như dung nham bám chặt vào. Diệp Húc cảm thấy thần dương khí tràn đầy cơ thể mình, thịnh vượng đến cực điểm, nóng rực như Thái Dương chân hỏa, thậm chí khiến cho máu huyết hắn sôi trào, hồng quang trong mắt càng tăng lên, khí thế hung bạo trong lòng càng cháy mạnh. Tuy nhiên, mặt trời thứ hai xuất hiện, tu vi của hắn lại tăng vọt, ầm ầm tăng lên hóa thần nhị phẩm, phóng tới hóa thần tam phẩm. Mà ngọc thụ nguyên thần đang điên cuồng sinh trưởng đã cao hơn trước gấp đôi. Không đúng, loại tình huống này cực kỳ không đúng. Diệp Húc thầm nghĩ trong lòng, tuy hắn biết rõ pháp lực của mình đang tăng lên dữ dội, nhưng loại tình huống này cực không ổn. Nhưng loại sức mạnh này lại khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái. Hắn điều khiển thân thể liệt hỏa minh tôn, cảm nhận được sức mạnh hủy thiên diệt địa của đại vu Tam Bất Triệt Cảnh kia, để lại một dấu vết cực sâu trong lòng hắn, khiến hắn như bị mắc nghiện. Dù biết hai mặt trời cùng xuất hiện là không ổn, nhưng điều đó thúc giục hắn tiếp tục đi đến chỗ sâu bên trong chiến trường này. Diệp Húc đắm chìm trong sức mạnh, đi đến chỗ sâu trong chiến trường này. Hắn định dùng loại sát khí hung hiểm hơn để thúc giục bản vương khai thiên kinh, lấy tốc độ càng nhanh càng mạnh hơn, mau chóng nâng cao tu vi cảnh giới của mình. Ở trên đỉnh đầu hắn, ngọc lâu treo cao không ngừng buông xuống những dòng thuần dương linh khí nồng đậm. Linh khí như dòng tuôn vào trong khí thế sau lưng hắn, bị thanh ngọc thụ miêu hấp thu. Bản vương khai thiên kinh trong cơ thể của Diệp Húc càng lúc càng vận chuyển nhanh hơn, giống như một con ngựa hoang thoát cương, mỗi một giây sau đều nhanh hơn giây trước mấy lần, không ngừng phun ra nuốt vào linh khí, khiến nguyên thần của hắn điên cuồng sinh trưởng, cao lên từng thước một. Diệp Húc bất tình lình xông vào trong một mảng sát phạt khí, chỉ thấy sát khí vô cùng nồng đậm ngưng tụ thành hình, hóa thành một vị vương tộc họ Bà Ba, đầu bốn cánh tay, cầm trong tay ảo ảnh của sáu món vu bảo là trượng, phủ, sử, luân, bổng, nghiệp hỏa kim liên. Sáu cánh tay vung vẩy ảo ảnh từng món tam tương chi bảo đè sụp hư không, ép sương mù dày đặc ra đánh tới Diệp Húc. Âm hồn này là do tinh khí của một gã đại vua tam tướng cảnh địa tương kỳ chết đi để lại, thực lực cũng không khủng bố như Tam Bất Triệt Cảnh, nhưng tinh khí còn sót lại cùng ảo ảnh sáu món tam tương chi bảo kia, uy thế đủ để tranh cao thấp với đại vua tam tướng cảnh. Muốn chết sao? Diệp Húc cười lại một tiếng, Di La Thiên Địa Tháp bay ra, rung một cái. Âm hồn vị vương tộc họ Bà này bị Di La Thiên Địa Tháp ép vỡ ngay tại chỗ. Ảo ảnh sáu món tam tướng chi bảo cũng bị nghiền nát, hóa thành những luồng tinh khí mênh mông,
tinh khí lại lập tức mấp máy, ngưng tụ thành hình, đánh tới Diệp Húc. Diệp Húc không khỏi nhíu mày, nếu những âm hồn đại vu cổ đại chết ở trong chiến trường này đều có thể sống lại, e là hắn sẽ phải chém giết không ngừng không nghỉ, chẳng có bất cứ cơ hội ngừng lại. Âm lính thu. Diệp Húc lại nghiền nát âm hồn vị vương tộc của bà kia, lập tức tế âm đỉnh lên, chỉ thấy những luồng tinh khí âm ầm chảy vào trong âm đỉnh của hắn. Âm hồn vương tộc của bà kia cùng tinh khí tam tương chi bảo rơi vào trong đỉnh, liền bị luyện hóa ngay lập tức. Trên vách đỉnh xuất hiện ảo ảnh vị vương tộc của bà kia, thao túng sáu món vũ bảo, trượng phủ sử luân, bổng nghiệp, nghiệp hỏa kim luân, hung thần ác sát. Luyện hóa xong âm hồn vị vương tộc của bà này, Diệp Húc có thể cảm thấy uy lực của âm đỉnh lại tăng lên không ít, uy năng càng mạnh hơn trước, tâm niệm khẽ động. Nơi đây tuy nguy hiểm, trùng điệp, thế nhưng cửu đỉnh của ta có thể dùng tinh khí âm hồn ma tộc nơi đây để tăng lên phẩm bậc và uy lực. Hắn xông vào trong chiến trường cổ này, đột nhiên một đội quân ma tộc xuất hiện, có chừng 30 âm hồn vương tộc ma tộc, khí thế ngút trời, tạo thành đại trận. Khí thế những âm hồn đó liên kết thành một vị ma thần trăm cánh tay, cầm đủ loại ảo ảnh, tam tương chi bảo, ầm ầm nện xuống người Diệp Húc, đánh bay hắn đi. Hơn 30 tên vương tộc này, có họ Bà, họ Nhân, họ La, cũng có họ Bì, tu vi khi còn sống hẳn là tam tướng cảnh, địa tướng kỳ, liên hợp lại mạnh gần bằng một chiêu toàn lực của cường giả địa tướng kỳ. Dù là Diệp Húc cũng bị đánh thân thể suýt vỡ, thậm chí cả Di La Thiên Địa Tháp với Ngọc Lâu suýt nữa cũng bị đánh bay. Giết! Hơn 30 âm hồn vương tộc cùng tiến lên một bước, giống như một đội quân chỉnh tề. Chỉ thấy ma thần do khí thế bọn họ ngưng tụ thành lại vọt tới Diệp Húc, trăm cánh tay vung lên ảo ảnh các loại tam tương chi bảo đánh tới Diệp Húc. Sao cái chiến trường này lại có lắm cao thủ ma tộc chết như vậy? Sát niệm bùng lên trong lòng Diệp Húc, hắn cũng chẳng thèm tránh né, xông lên chống lại trăm cánh tay của ma thần. Ở trong cơ thể hắn, bàn vương khai thiên kinh điên cuồng vận chuyển, tu vi hắn tăng nhanh. Thân thể hoàng tộc đế thích của Diệp Húc lại càng mạnh hơn trước. Tám cánh tay múa may, mỗi một bàn tay đều thúc giục một thức chư thiên thần vương công đức ấn, đại khí hào ạt, lấy cứng trợ cứng với hơn 30 âm hồn vương tộc kia, lấy mạnh phá mạnh. Hiện giờ hắn mới biết được chỗ dũng mãnh của hoàng tộc đế thích, bốn đầu tám con mắt, không hề có góc chết nào, nách mọc tám cánh tay, lực công kích tăng lên mấy lần. Cùng lúc đấy, đôi cánh thịt sau lưng vỗ lên nhanh như điện, cho dù thực lực của 30 âm hồn vương tộc kia liên thủ lại có thể sánh với đầu sỏ địa tương kỳ, nhưng Diệp Húc cũng không hề xuống hạ phong. Cửu đỉnh chấn thần châu. Cửu đỉnh của Diệp Húc hợp là một, cưỡng ép chấn áp thiên địa âm dương, phong sơn, hỏa lôi. Đầu đỉnh Ngọc Lâu, hắn tế Di La Thiên Địa Tháp lên, tạo ra hai tầng bảo vệ. Hắn xông vào trong âm hồn vương tộc, tám cánh tay đồng loạt đánh ra, bổ nát âm hồn một gã vương tộc, hóa thành tinh khí nồng đậm, lập tức bị hút vào trong luyện hóa trong đỉnh, trở thành chất dinh dưỡng cho cửu đỉnh của hắn. Oanh! Tên ma thần do khí thế âm hồn biến thành kia giơ tay, đồng thời đánh tới Diệp Húc. Chỉ thấy Di La Thiên Địa Tháp chấn động không ngừng, bị tên ma thần trong cánh tay kia đánh bay đi. Ma thần chăm tay không tiếng động cười to lên, các loại tam tướng chi bảo đều đánh tới Diệp Húc. Cùng lúc đó, âm hồn vương tộc khác đều thi triển công kích với hắn, muốn đánh cho kẻ xâm lấn tan xương nát thịt. Nguyên thần nhập chú. Diệp Húc kêu lên một tiếng đau đớn, ngọc thụ nguyên thần của hắn từ trong khí thế bay ra, nhập vào trong Ngọc Lâu, cùng ngọc thụ trong Ngọc Lâu tương dung, lập tức kích phát sức mạnh chất chứa trong tòa Ngọc Lâu này. Chết hết cho ta. Ngọc Lâu không ngừng xoay tròn, không ngừng chấn động, khiến cho hư không phạm vi vài dặm bị chấn cho sụp đổ, hóa thành một mảng không gian hỗn độn. Chỉ thấy tên ma thần kia tan rã đầu tiên, bị Ngọc Lâu của hắn trực tiếp chấn nát. Những âm hồn vương tộc khác cũng ầm ầm vỡ nát, bị Ngọc Lâu chấn thành bột mịn. Diệp Húc thở hổn hển, vội vàng tế cửu đỉnh lên, thu hết đám tinh khí vỡ nát kia vào trong đỉnh rồi luyện hóa, tránh cho đám âm hồn kia sống lại. Trong chớp mắt, không gian hỗn độn khép lại, sương trắng tràn tới bao phủ chiến trường. Loại sương mù này vô cùng thần bí. Một trận chiến vừa rồi, Diệp Húc gần như dùng hết tất cả thực lực của mình, không ngờ còn không thể xua tan loại sương mù này. Oanh 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 oanh. Bên trong sương mù đột nhiên truyền đến tiếng chấn động vô cùng dữ dội, thậm chí quét mở sương mù ra, lờ mờ lộ ra không gian chiến trường bên trong. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy sâu trong chiến trường, dãy núi tung hoành, cẩm tú như họa, có hai âm hồn lão quái vật tam bất diệt cảnh đang chém giết nhau, đánh cho trời sụp đất nứt. Từng ngọn núi lớn bị hai người kia phá hủy. Hai âm hồn kia thuộc nhân tộc, một thuộc hoàng tộc Mana, thao túng đều là ảo ảnh bất diệt chi bảo, uy thế mạnh. Tuy kém cường giả tam bất diệt cảnh như Hạ Trung Đường, nhưng có thể nói là khủng bố, ít nhất có thể sánh với đầu sỏ tam tướng cảnh thiên tướng kỳ.
Đột nhiên Diệp Húc nhìn thấy từ giữa không trung hạ xuống một bàn chân kín đầy vảy, giẫm nát âm hồn hai cường giả Tam Bất Diệt Cảnh kia, trực tiếp giẫm nát cho thành tinh khí nồng đậm vô cùng. Bàn chân này giẫm vỡ hai âm hồn kia, lại có một bàn chân nữa hạ xuống, đi đến chỗ sâu trong chiến trường. Mà sau khi bàn chân kia đi qua, hai luồng tinh khí kia lại vặn vẹo, hóa thành hai cái âm hồn tiếp tục chém giết. Mà giang sơn gấm vóc kia bị bọn chúng phá hủy, lại khôi phục nguyên trạng một cách dị thường. Những ngọn núi, con sông trong sương mù như tồn tại trong tranh vẽ đều là hư vô, cũng không phải là thật. Âm hồn của nhân hoàng đã chết sao? Diệp Húc hít một hơi khí lạnh, hai bàn chân giáng xuống từ trên trời vừa rồi chính là của âm hồn nhân hoàng ma tộc chết đi để lại, mạnh mẽ vô ngần, hoàn toàn có thể sánh với lão quái vật Tam Bất Diệt Cảnh như Hạ Trung Đường. Nơi đây rốt cuộc là chiến trường gì? Sao cả nhân hoàng cũng chết ở chỗ này vậy? Diệp Húc khiếp sợ không hiểu ra sao, nhíu mày thầm nghĩ. Lấy thực lực hiện tại, dù ta có thao túng thân thể liệt hỏa ma tôn, cũng chẳng thể tiến sâu vào trong chiến trường này được. Không bằng tu luyện ngay tại nơi đây, luyện hóa xong thiên địa pháp tướng của Hạ Trung Đường, rồi tiếp tục thăm dò huyền bí trong chỗ sâu nhất trong chiến trường này vậy. Hắn tế Ngọc Lâu và Di La Thiên Địa Tháp bảo vệ quanh thân, tránh cho bị âm hồn đột nhiên tới đột kích. Diệp Húc giơ tay nắm Nam Thiên Môn ra khỏi Ngọc Lâu, lập tức hít một hơi thật dài, hai tay đặt lên trên cánh cửa, cố gắng để mở Nam Thiên Môn ra. Ngày trước hắn không có đủ sức mạnh để mở Nam Thiên Môn, mà hiện giờ tu vi hắn tăng vọt, thực lực tăng mạnh, lại khai sáng ra loại tâm pháp bá đạo như Bản Vương Khai Thiên Kinh, mở ra Nam Thiên Môn thật dễ dàng. Cánh cửa này mở ra, Diệp Húc lắc mình đi vào. Hắn phóng mắt nhìn tới, chỉ thấy trong không gian tầng thứ nhất Nam Thiên Môn, kiều đỉnh kiếm hoa kim luân mà Hạ Trung Đường luyện chế, còn có Trảm Tiên Đài và những bất diệt chi bảo khác, còn có hơn 10 món tam tương chi bảo, tất cả đều bay lượn xung quanh cánh cửa thứ hai Nam Thiên Môn. Mà cái thiên đỉnh nhân hoàng chi bảo mà hắn cướp được của Hạ gia kia lại không thấy đâu nữa. Chẳng lẽ thiên đỉnh của Hạ gia đã bị thu vào trong cánh cửa sâu hơn bên trong Nam Thiên Môn hay sao? Diệp Húc không khỏi nhíu mày, lấy tu vi thực lực của hắn bây giờ chỉ thăm dò tầng thứ nhất Nam Thiên Môn, vẫn chưa tiến vào 8 tầng cánh cửa sau được. Nếu Nam Thiên Môn thu thiên đỉnh vào trong những tầng sâu hơn, chỉ e rằng dựa vào thực lực bây giờ của hắn còn chưa thể tiến vào để lấy được món nhân hoàng chi bảo. Trước luyện hóa kiều đỉnh của Hạ Trung Đường, dung nhập vào kiều đỉnh của ta đã, sau đó lại đi vào Nam Thiên Môn tầng thứ hai tìm kiếm bảo vật khác vậy. Diệp Húc nghĩ đến đây, lập tức bay tới trung tâm của Nam Thiên Môn. Phù! Hắn mở miệng hút một cái, lập tức không trung xuất hiện một cái lốc xoáy thật lớn, dường như một cái lỗ đen không gian. Hơn 30 món tam tương chi bảo bay xung quanh cánh cửa tầng thứ hai Nam Thiên Môn đều bay lên, không tự chủ được rơi vào trong miệng của hắn. Răng rắc răng rắc. Diệp Húc khá miệng cắn vỡ từng món tam tương chi bảo, rồi nuốt vào trong bụng, thúc giục Bản Vương Khai Thiên Kinh luyện hóa. Hắn dung nhập chư thiên thập đạo vào trong Bản Vương Khai Thiên Kinh, khiến chỗ kỳ lạ của môn tâm pháp này còn vượt qua cả chư thiên thập đạo mà Triều Cung Thiểu đã khai sáng. Lấy chư thiên thập đạo mà Triều Cung Thiểu cắn nuốt những món tam tương chi bảo đó, sớm có thể tu luyện đến cảnh giới đệ thập đạo đại viên mãn. Mà sau khi Bản Vương Khai Thiên Kinh dung nhập chư thiên thập đạo rồi, lại giống như một cái động không đáy, có thể cắn nuốt vô bảo không ngừng, nâng cao cường độ bản thân. Diệp Húc luyện hóa xong tam tương chi bảo, lúc này mở bước chân đi đến chỗ kiều đỉnh của Hạ Trung Đường. Trảm Tiên Đài cảm ứng được hơi thở của hắn, tấm chiêu hồn phiên hơi hơi lay động, mặt phiên bay phất phới, chữ trảm trên mặt lại càng thêm bắt mắt. Mà ở dưới chữ trảm thì tự động hiện ra tên Diệp Húc. Ong một tiếng, tên của Diệp Húc hiện ra trên chiêu hồn phiên, sợi dây chói tiên trên Trảm Tiên Đài lập tức hóa thành kim long bay tới Diệp Húc, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng được. Món vũ bảo này chính là bất diệt chi bảo mà Tây Hoàng luyện chế, công hiệu cực kỳ kỳ lạ, thậm chí giả La Minh Tôn cũng suýt nữa bị Trảm Tiên Đài chém chết. Cùng là bất diệt chi bảo, uy lực cũng có chênh lệch cực lớn. Thí dụ như kiều đỉnh và kiếm hoa kim luân do Hạ Trung Đường luyện chế còn chưa tiến lên đã bị Diệp Húc thao túng, liệt hỏa minh tôn đánh ra khỏi cơ thể, trực tiếp bị bắt lấy chấn áp. Đây là bởi vì Hạ Trung Đường chẳng qua chỉ là lão quái vật Tam Bất Diệt Cảnh nguyên thần bất diệt, tu vi thâm hậu nhưng cũng chỉ có thể luyện chế ra bất diệt chi bảo. Mà Trảm Tiên Đài lại là bất diệt chi bảo do vị Vu Hoàng thời thượng cổ là Tây Hoàng luyện chế. Hơn nữa, mặc dù là Tây Hoàng cũng tham chiếu Trảm Tiên Đài của Thiên Đình cổ khi viễn cổ lục đạo chưa tan vỡ mới luyện chế ra. Tuy chỉ là bất diệt chi bảo nhưng uy lực còn xuất sắc hơn cả một số nhân hoàng chi bảo. Tuy rằng thể này không còn tiên nhân, nhưng tòa Trảm Tiên Đài này chém giết đại vu quả thật dễ dàng. Thậm chí cả Già La Minh Tôn Tam Bất Diệt Cảnh cũng suýt bị chém dưới đao Trảm Tiên. Tòa Trảm Tiên Đài này không ai tế khởi đã lợi hại như thế.
Nếu vào trong tay một gã đại vu Tam Bất Triệt Cảnh, phát huy uy năng của nó đến lớn nhất, có khi còn có thể chém được cả nhân hoàng. Muốn chém ta sao? Không dễ như thế đâu. Diệp Phúc thò tay vào Ngọc Lâu, nắm liệt hỏa minh tôn ra, che ở trước người mình. Chỉ thấy kim long lách qua liệt hỏa minh tôn, vù một tiếng cuốn lấy Diệp Phúc, sau đó kéo hắn bay tới Trảm Tiên Đài. Trên Trảm Tiên Đài, Trảm Tiên Đao giơ lên, gông xiềng dầm một tiếng mở ra. Chỉ chờ bắt Diệp Phúc vào, liền khóa hắn lại, ép hắn quỳ trên bồ đoàn. Đao chém xuống, chạm nguyên thần, giết thân thể, chiêu tàn hồn, khiến hắn hồn phi phách tán. Chán của Diệp Phúc toát mồ hôi lạnh. Hắn vốn nhìn thấy Già La Minh Tôn suýt bị Trảm Tiên Đài chém, từng cảm thấy khá buồn cười. Nhưng giờ loại chuyện này xảy ra trên người mình thì chẳng thể cười nổi nữa, mà thành khủng bố. Ngay cả Hạ Gia Tam Lão, Thiên Địa Dương Tam Đính cũng chẳng thể làm gì được ta. Ta sẽ không bị một món vu bảo kỳ quái chém chết đâu. Diệp Húc quát lên liên tục, dùng hết pháp lực toàn thân dãy ra khỏi khốn tiên thẳng. Những sợi dây này chính là do Tây Hoàng luyện chế bằng một con kim long đã tu luyện đến Tam Bất Triệt Cảnh đỉnh phong. Dù là Già La Minh Tôn cũng không dãy ra nổi, huống chi là Diệp Húc đây. Khốn tiên thẳng hóa thành kim long chói hắn bay lên Trảm Tiên Đài, cùng khóa tiên răng rắc một tiếng tách ra, chụp chặt vào cổ Diệp Húc. Một luồng sức mạnh khó có thể tưởng tượng được truyền từ gông xiềng đến, chấn áp nguyên thần thân thể hắn, khiến bản vương khai thiên kinh của hắn cũng không thể vận chuyển được. Bộ cùm khóa tiên này cũng không phải chỉ đơn giản là khóa Diệp Húc lại, mà là một món dị bảo chấn áp tù phạm, chấn áp nguyên thần thân thể, thậm chí là tâm pháp, khiến cho tù phạm không còn thần thông, không cách nào phát huy pháp lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn quỷ đầu đao hạ xuống chém nguyên thần thân thể cùng hồn phách. Diệp Húc giờ mới biết, lúc trước khi Già La Minh Tôn quỳ gối trên Trảm Tiên Đài đã gặp phải áp lực lớn cỡ nào, nguy hiểm cỡ nào. Uy năng của Trảm Tiên Đài cũng không đơn giản như hắn tưởng tượng. Hắn đi lên tòa ngọc đài này, chiêu hồn phiên bay phất phới, khiến hồn phách hắn dục dịch. Trong tử phủ hỗn độn một mảnh, hồn phách gần như bị tấm đại phiên này chiêu đi. Tác dụng của tử tù bồ đoàn lại là khiến tù phạm quỳ xuống, áp chế tâm trí tâm linh, mất đi ý chí phản kháng, khoanh tay chịu chết. Diệp Húc tuy còn chưa quỳ lên tử tù bồ đoàn, nhưng tâm linh đã bị tấm bồ đoàn kia áp chế, gần như không nhấc nổi lòng phản kháng lên nữa. Mà Trảm Tiên Đao cũng đã dựng lên ngang trời, đao khí ngút trời, cắt cho hư không xuất hiện từng cái khe tối đen. Thanh Trảm Tiên Đao này ngay cả Già La Minh Tôn cũng không dám để nó hạ xuống, nếu không một đao chém xuống, đầu rơi máu chảy, thân thể bị hủy, nguyên thần bị chạm, thiên địa pháp tướng cũng bị chém vỡ, thân tử đạo tiêu. Mắt thấy Diệp Húc sắp phải quỳ lên cái tử tù bồ đoàn này, đột nhiên liệt hỏa minh tôn hiện ra sau lưng Diệp Húc, mở bàn tay ra nắm lấy Diệp Húc nhấc lên không trung, không cho hắn quỳ xuống bồ đoàn. Cùng lúc đấy, tám cánh tay của liệt hỏa minh tôn mở ra, một tay bắt lấy Diệp Húc, một quyền đánh xuống quỳ đầu đao, một quyền đánh tới chiêu hồn phiên, một tay rút đi tử tù bồ đoàn, hai tay kéo lấy khốn thiên thẳng kéo rút nó ra, hai bàn tay cuối cùng thì nắm lấy cùng khóa tiên ép mở nó ra. Hiện giờ hắn lâm vào hiểm cảnh, dù dùng liệt hỏa minh tôn sẽ hao tổn tu vi của nó, nhưng Diệp Húc cũng mặc kệ. Nguy hiểm thật, may mà liệt hỏa minh tôn đã bị ta luyện hóa thành thân ngoại hóa thân, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng nổi rồi. Hắn rút cuộc thoát khỏi khốn tiên thẳng, lập tức nguyên thần thoát thể mà ra, bay vào tử phủ liệt hỏa minh tôn, nhập chủ luân hải thứ 9, điều khiển vị đại minh tôn vương này. Tám con mắt mở ra, ánh mắt như điện. Muốn chém ta sao? Ta thu mi luôn. Diệp Húc quấn khốn tiên thẳng quanh hông liệt hỏa minh tôn, cùng khóa tiên thì hắn cài lên trên một cái cổ tay, kẹp tử tù bồ đoàn ở dưới nách. Hai tay lập tức ôm lấy chiêu hồn phiên, vung phiên quất về phía Trảm Tiên Đao. Trảm Tiên Đao bơi ở trên không trung như cá, đẩy chiêu hồn phiên ra, một đao chém xuống cổ liệt hỏa minh tôn, để lại một vết đao trắng toát. Thanh đao này tuy mạnh, nhưng dù sao cũng là tự hành động, không ai tế lên. Tuy có thể làm Già La Minh Tôn bị thương, nhưng thân thể liệt hỏa minh tôn cũng là thân thể nhân hoàng, còn mạnh hơn Già La Minh Tôn rất nhiều, dù là Trảm Tiên Đao cũng không thể chặt đứt đầu ông ta được. Già La Minh Tôn không thể thu ngươi, nhưng ta thì có thể. Diệp Húc thấy Trảm Tiên Đao không thể chém thương liệt hỏa minh tôn, trong lòng cực kỳ yên tâm, lập tức từng bước tiến tới thanh Trảm Tiên Đao này. Giờ phút này, cách chiến trường cổ ngàn dặm ngoài xa, thần niệm hóa thân của Hạ Từng Đường rốt cuộc tìm kiếm dấu vết của liệt hỏa minh tôn để lại trên không gian cũng đã tìm đến đây. Khí thế và thân thể của liệt hỏa minh tôn quá mạnh, đè sụp hư không. Tuy rằng hư không vỡ tan nhanh chóng, phục hồi như cũ, nhưng ở trong mắt lão quái vật Tam Bất Triệt Cảnh Hạ Từng Đường này vẫn có thể nhìn ra dấu vết để lại. Không lâu sau, chân thân Hạ Từng Đường giáng đến. Lão già này chòm râu tung bay, ánh mắt chớp động,
nhìn chăm chú chiến trường cổ bao phủ bởi làn sương mù dày đặc này. Biển oan hồn sao? Chẳng lẽ Liệt Hỏa Minh Tôn chạy vào trong chiến trường cổ này sao? Lão chần chừ một chút, dứt khoát đi vào trong màn sương, cẩn thận dè dặt chứ không lỗ mãng như Diệp Phúc đấu đá lung tung trong chiến trường cổ. Biển oan hồn này chính là do Chu Vũ Mục Vương xuất lĩnh đại vũ nhân tộc yêu tộc tấn công hàng cổ ma vực, tại đây gặp phải sự chống cự của thập địa ma điện ma vực, huyết chiến mấy ngày mới để lại chiến trường này. Chu Vũ Mục Vương chính là vị vua hoàng thượng cổ mạnh nhất hơn 10 vạn năm qua trong thế giới vua hoàng, nơi đây chôn cất không biết bao nhiêu đại vua. Nghe nói lúc ấy cả ma hoàng thập địa ma điện cũng có người chết ở nơi đây. Oan hồn qua lại nơi đây hơn 10 vạn năm, có thể nói là hung hiểm vô cùng, nên được gọi là tuyệt cảnh ma vực, thậm chí cả ma tộc cũng không dám đặt chân vào. Hạ Từng Đường tiến vào biển oan hồn không lâu, Đặng Nguyên Giác hồn bay phách lạc từ đằng xa phi tới. Hắn ta bị Diệp Húc dùng một chiêu đánh bại, quỳ gối với Diệp Húc trước mặt mọi người. Tất cả vu bảo đều bị Diệp Húc nuốt hết, lại bị Diệp Húc tát cho một cái bạt tai, anh danh một đời bị hủy, mặt mũi mất sạch. Sắc mặt hắn ta xanh mét, không chỉ thực lực bị thương nặng, nội tâm sớm tu luyện đến chảy sập cũng chẳng hề sợ hãi, đã bị Diệp Húc tàn phá đến vỡ nát. Hắn ta vốn ngọc thụ lâm phong, giờ phút này lại có vẻ nghèo túng. Diệp thiếu bảo, ngươi làm nhục ta, cướp đi tất cả của ta, ta muốn trả lại cho ngươi gấp ngàn lần, vạn lần. Đặng Nguyên Giác nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt méo mó. Nhưng nói gì thì nói, giờ đây ngươi đã chết trong tay Hạ gia Tam lão, mối thù này chẳng lẽ cả đời ta không thể trả lại hay sao? Hắn ta nán lại giữa không trung một lát, ánh mắt dần khôi phục chút thần thái, rốt cuộc dừng ở trên mảnh đất phủ đầy xương trắng kia. Biển oan hồn. Truyền thuyết nói nơi đây hung hiểm vô cùng, chính là một nơi tuyệt cảnh. Lần trước khi ta đi ngang qua, nhìn thấy sát khí ngút trời, nhưng vì thực lực hạn chế nên không dám tiến vào. Hiện giờ tất cả vũ bảo của ta đều bị Diệp Thiếu Bảo cướp mất, không bằng vào biển oan hồn này. Với vận mệnh của ta, có khi lại có một phen gặp gỡ khác. Phá rồi lại lập, thành tựu sau này sẽ lớn hơn nữa thì sao? Trong mắt Đặng Nguyên Giác dần dần có sức sống. Hắn đang định tiến vào biển oan hồn tìm kiếm bảo vật, đột nhiên dừng ở ngoài chiến trường, cười khanh khách nói: "Hầu sư đệ, ngươi còn định đi theo với huynh bao lâu nữa đây?" Bốp bốp bốp. Tiếng vỗ tay truyền đến, Hầu Nhân Vực bước ra khỏi hư không, mỉm cười nhìn Đặng Nguyên Giác nói: "Tứ sư huynh, không ngờ huynh bị Diệp Thiếu Bảo đả kích một trận, còn có thể bình phục lại, thật không hổ là nhân vật ứng tông đạo nhìn chúng, có thể cùng ta nổi danh." Hầu Nhân Vực mặc tử bào, sắc mặt ấm áp, ánh mắt sáng ngời như sao. Hắn ta ngọc thụ lâm phong, đứng cùng Đặng Nguyên Giác dường như là một đôi ngọc nhân, đều là những mỹ nam tử cực kỳ hiếm thấy. Không thể không nói, ứng tông đạo tuyển chọn đệ tử rất có khuôn phép. Đệ tử mà hắn lựa chọn đều khí độ phi phàm, như loại nam nhân, loại hình sức mạnh như Vinh Lâm, Yến Công Thượng, cũng có loại hình mỹ nam tử như Đặng Nguyên Giác, Hầu Nhân Vực. Đặng Nguyên Giác cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói: "Sư đệ, ngươi bám theo ta hơn 10.000 dặm tới biển oan hồn này, chẳng lẽ mưu toan gây rối hay sao?" Hầu Nhân Vực cười ha ha, thần thái bay lên nói: "Tiểu đệ đến là để đưa tứ sư huynh ngươi quy thiên." Hắn ta như đang nói một chuyện chẳng hề liên quan, cười nói: "Tứ sư huynh, ngươi bị Diệp Thiếu Bảo một trường đánh bại, bị ép cho quỳ xuống đất, thân là ma tông tam kiệt, tiểu đệ thật sự xấu hổ khi làm bạn với ngươi. Bởi vậy, hãy để cho tiểu đệ thành toàn ngươi, tiễn ngươi ra đi, tránh cho Hoàng Tuyển Thánh Tông ta hổ thẹn." Đặng Nguyên Giác thần sắc chuyển lạnh, cười khanh khách nói: "Sư đệ ngươi muốn giết ta, ta sao lại không nghĩ tới giết ngươi chứ?" Khuôn mặt hắn vặn vẹo, điềm nhiên nói: "Ngươi quý vị thân thể ngũ hành, chỉ cần lấy được nguyên thần của ngươi, ta cũng có thể trở thành thân thể ngũ hành. Tốc độ tu luyện của ta tất sẽ khủng bố, khó có thể tưởng tượng được. Lấy được nguyên thần của ngươi, đừng nói Diệp Thiếu Bảo, Vinh Lâm, cho dù là ứng tông đạo, tương lai ta cũng vượt qua ông ta, ép ông ta tốn vị nhượng hiền." Hắn tiến lên một bước, khí thế tăng vọt, hóa thành một con sông Hoàng Tuyền, cười to mà nói: "Sư đệ, tuy ta thua trong tay Diệp Thiếu Bảo, nhưng tu vi của ta chưa từng giảm lấy nửa phần. Theo ta được biết, giờ ngươi mới tiến vào nguyên thần kỳ phải không? Bản lĩnh của ngươi, tâm pháp ngươi tu luyện, ta đã biết hết rồi. Hôm nay ta chẳng những lấy được nguyên thần của ngươi, còn muốn cướp hết bảo vật trên người ngươi làm của mình kìa." Hầu Nhân Vực mỉm cười, không quan tâm đến khí thế vô cùng sắc bén, linh hoạt của Đặng Nguyên Giác. Sau lưng hắn đột nhiên hiện ra một người khổng lồ, cao vạn trượng, có diện mạo giống hắn như đúc, dùng một loại ánh mắt thương hại từ trên cao nhìn xuống Đặng Nguyên Giác, mỉm cười nói: "Sư huynh, ngươi đoán sai rồi.
Kỳ thật tiểu đệ sớm đã tu luyện đến pháp tương kỳ. Trong mắt ta, Đặng sư huynh từ hơn 10 năm trước đã là người chết rồi. Không phải chỉ có ngươi, còn có Vinh Lâm, Diệp Thiếu Bảo, kể cả Ứng Tông Đạo. Hầu nhân vực phát ra tiếng cười quái dị, không rõ hàm xúc, giống như là chuyện thú vị nhất thế gian. Sắc mặt Đạo Nguyên Giác trở lên xanh mét, đầu óc trống rỗng. Hắn vạn lần không ngờ là hầu nhân vực lại ẩn giấu sâu như vậy. Hắn cứ nghĩ vị sư đệ này mặc dù có mỹ danh thiên tài với thân thể ngũ hành, tu vi chẳng qua chỉ là nguyên thần kỳ, còn thấp hơn mình rất nhiều. Nhưng hắn ngàn tính vạn tính lại không tính đến hầu nhân vực đã sớm tu luyện đến pháp tương kỳ, trở thành đầu sỏ tam tương cảnh pháp tương kỳ. Loại tương phản cực lớn này khiến hắn không thể nào nhận được. Trong chớp mắt, hắn hoảng hốt cảm thấy vị sư đệ quen thuộc này trở nên vô cùng xa lạ. Pháp tướng của hầu nhân vực bước ra một bước, giơ tay bắt lấy Đạo Nguyên Giác còn đang hoảng sợ kia, cười nói: "Hơn nữa sư huynh, ngươi cho là ngươi thật sự hiểu ta sao? Nói cho ngươi biết, ngươi tưởng rằng ta tu luyện chính là ma đạo thiên đình vô lượng chân kinh của Hoàng Tuyển Thánh Tông sao? Nói thật cho ngươi biết, ta tu luyện không chỉ một loại cấm pháp mà là ba loại. Tư chất ta cực kỳ cao, huyết thống ta vô cùng cao quý. Ma đạo thiên đình chỉ là thủ đoạn che giấu hai loại cấm pháp khác của ta mà thôi." Đặng Nguyên Giác dùng mình, chỉ cảm thấy chiêu thức ấy của hầu nhân vực chảo xuống, bao phủ toàn thân hắn, giam cầm hết nguyên thần thân thể hắn. So với một trưởng Diệp Húc đánh bại hắn kia còn khủng bố hơn mấy lần. Hầu nhân vực thân là thân thể ngũ hành, đạt được thiên đạo truyền thừa, lấy tư chất 9 tầng ngọc lâu kia, hắn tất nhiên cũng có một bộ cấm pháp truyền thừa hoàn chỉnh trong ngọc lâu. "Hiện giờ ta cho ngươi thấy, ngoài ma đạo thiên đình và cấm pháp trong ngọc lâu, môn cấm pháp thứ ba của ta tu luyện." Hầu nhân vực cười to, một tay chụp xuống, thân thể Đạo Nguyên Giác bù một tiếng nổ tung, chỉ còn lại nguyên thần ở trước mặt hầu nhân vực. Đạo Nguyên Giác ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, bị một tay hắn bóp nát. Hầu nhân vực bắt lấy nguyên thần của hắn, nhét vào trong miệng thiên địa pháp tướng rồi cười nói: "Lại nói, môn cấm pháp này của tiểu đệ có tác dụng như cấm pháp Nguyên Thủy Ma Tông mà Diệp Phúc tu luyện, Nguyên Thủy Vạn Hóa Quy Nguyên Kinh. Nhưng môn cấm pháp này của ta cũng không tên như thế, mà là Ma La Thôn Thiên Ma Kinh." Nguyên thần Đặng Nguyên Giác không thể phản kháng, bị hắn nhét vào trong miệng pháp tướng. Sau một trận nhai, nguyên thần Đặng Nguyên Giác liền bị luyện hóa hoàn toàn. "Ma La Thôn Thiên Ma Kinh của ta có thể cắn nuốt nguyên thần của bất cứ kẻ nào, hóa thành ma khí u ám, tăng lên tu vi bản thân. Đặng Nguyên Giác, người sao có thể là đối thủ của ta được?" Hầu nhân vực khẽ cười nói: "Không chỉ ngươi, cho dù là Ứng Tông Đạo sau này cũng sẽ trở thành cơm trong bụng ta, còn có phụ hoàng của ta. Ta chẳng những phải thống nhất vu hoàng, còn phải thống nhất ma vực, trở thành chủ nhân của hai đại thế giới, hoàn thành sự nghiệp vĩ đại trước nay chưa từng có kìa." Những luồng ma khí âm u tràn ra từ thiên địa pháp tướng của hắn lập tức bị một loại sức mạnh quỷ dị hấp thu. Luồng sức mạnh này ẩn nấp ở trong hư không, lúc ẩn lúc hiện. Đây là một vị ma thần ngàn tay ngàn chân ngàn mắt, với hoàng tộc Ma Thiên trong lời đồn vô cùng tương tự. Hầu nhân vực rõ ràng không chỉ có một pháp tướng mà là hai, thậm chí còn nhiều hơn. "Là ai?" Hầu nhân vực đột nhiên xoay người nhìn về phía hư không bên cạnh, hai đại pháp tướng phía sau cũng ẩn giấu đi, biến mất không thấy. "Nhị đệ, đệ cả kinh như thế thật dọa người." Trong hư không truyền đến tiếng cười như tiếng chuông bạc, chỉ thấy một chiếc đao lớn bổ ra hư không. Thanh đao này dài đến hơn 20 trượng, cực kỳ nặng, ép cho không gian tung lên không ngừng. Ánh đao cực kỳ sắc bén, cho nên hư không đều bị cắt ra, khiến cho bên cạnh lưỡi đao xuất hiện những vết rách không gian hình mặt trăng màu đen. Một cô gái ma tộc xinh đẹp thở hổn hển kéo thanh ma đao này đi ra từ trong hư không. Thân thể của nàng ta uyển chuyển, tản ra vô tận du hoặc, như một cô nàng yêu tinh quyến rũ động lòng người, lại như một cô gái nhân gian tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành, mang theo sự nhu nhược mà người ta yêu mến, lại chứa khí chất kinh diễm của Atula, đủ mọi loại xinh đẹp ngưng tụ trên thân của nàng, cũng không hề xung đột, làm người ta mắt sáng lên. Hầu nhân vực nhìn thấy cô gái ma tộc xinh đẹp này, lại nhíu nhíu mày, lộ ra sự chán ghét cùng kiêng kỵ, hừ lạnh mà nói: "Người tới làm gì?" "Đệ giết tứ đệ, mẫu hậu rất tức giận, rất là tức giận." Cô gái ma tộc này buông ma đao xuống, nâng tay khẽ nghịch mấy sợi tóc, mỉm cười nói: "Nói đi, vì sao đệ lại giết lão tứ vậy?" "Lão tứ nghĩ hắn có thể tranh phong cùng ta, đương nhiên ta phải giết hắn rồi." Hầu nhân vực cười ha ha, lạnh lùng nói: "Con tiện nhân trong hoàng cung của phụ hoàng kia, nếu còn dám lắm miệng,
ta giết cả, đương nhiên cũng bao gồm cả ngươi, Ma La Dư. Cô gái ma tộc kia khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía hắn như một vị đại tỷ đang nhìn một đứa trẻ giận dỗi, dịu dàng mà nói: "Đệ đây là tội gì chứ? Dù sao chúng ta đều là người một nhà, cần gì phải chém chém giết giết như vậy? Nhị đệ à, ta tới để nói cho đệ biết, Diệp Tứ Bảo không có chết mà được Liệt Thỏa Minh Tôn cứu đi. Còn nữa, phụ hoàng lại cho ta bảo cho đệ biết, ông ấy hiện giờ đã bị người bám theo, không rảnh thoát thân, bảo đệ hãy cẩn thận với Ứng Tông Đạo." Ứng Tông Đạo, Diệp Thiếu Bảo, hai người bọn chúng sớm muộn gì cũng phải chết trong tay của ta. Không chỉ bọn chúng, những kẻ khác cũng phải chết kìa. Hầu Nhân Vực lộ ra sát khí, đột nhiên đánh vỡ hư không, tự mình rời đi. Chỉ có tiếng cười quỷ dị kia vẫn còn truyền lại. Ma La Dư nhìn hắn rời đi, bỏ qua bộ dáng đại tỷ dịu dàng động lòng người đi, sát khí bắn ra tứ phía, cười khanh khách nói: "Thằng nhóc thối, nếu không phải thấy người hữu dụng với phụ hoàng, cô đây đã sớm bổ ngươi một đao rồi. Không ngờ còn dám dùng lại giọng điệu nói chuyện với ta, không biết lớn nhỏ." Nàng ta khiêng lên ma đao, đi nhanh đến biển oan hồn, như một cô mèo nhỏ, liếm liếm môi, lẩm bẩm nói: "Mỗi lần nói chuyện với thằng nhóc này đều khiến ta muốn giết người. Đi biển oan hồn tôi luyện ma đao pháp, chém phải cái âm hồn tam bất diệt cảnh đã." Lúc này bên trong Nam Thiên Môn, Diệp Húc điều khiển Liệt Thỏa Minh Tôn cuối cùng cũng bắt được Trảm Thiên Đài. Mà luân hải thứ 7 của Liệt Thỏa Minh Tôn gần như tiêu hao không còn chút gì, suýt nữa lên từ tam tướng cảnh rơi xuống tam thần. Trảm Thiên Đài, món bất diệt chi bảo, cũng không dễ dàng bị hàng phục như vậy. Nếu Diệp Húc không có luyện Liệt Thỏa Minh Tôn thành thân ngoại hóa thân, e là đối mặt một cái sẽ bị món bất diệt chi bảo này trực tiếp nhốt lên đài, chặt đứt nguyên thần, chém chết thân thể, hồn phách để bị bắt nhập vào chiêu hồn phiên. Tuy nhiên, tế luyện Trảm Thiên Đài cũng không dễ dàng. Tế luyện bất diệt chi bảo cần tu vi cực cao, như vậy mới có thể thúc dục uy lực của bất diệt chi bảo. Hiên Viên Vô Khuyết có thể thúc dục được binh chủ kỳ, đó là bởi vì binh chủ kỳ vốn là vật của Hiên Viên thế gia, tương phụ tương thành với tâm pháp của hắn. Nhưng Diệp Húc chưa từng tu luyện qua tâm pháp của Tây Hoàng, bởi vậy chỉ cần có tu vi cao, hơn nữa Trảm Thiên Đài cũng chỉ là một món bất diệt chi bảo. Khốn Tiên Thẳng, Trảm Thiên Đao, Cùng Khóa Tiên, Tử Tù Bồ Đoàn, Chiêu Hồn Phiên, thêm một tòa Hành Hình Đài có tất cả 6 món. Bởi vậy Trảm Thiên Đài do 6 món bất diệt chi bảo tạo thành, yêu cầu tu vi cực cao. Công đức kim luân của ta hẳn là có thể tế luyện tòa Trảm Thiên Đài này không? Diệp Húc khẽ động tâm niệm, từng vòng công đức kim luân sau lưng vù vù bay lên, rơi hướng Trảm Thiên Đài. Kim luân lưu chuyển tuần hoàn không ngừng. Cùng lúc đấy, từ trong nguyên thần của hắn lao ra từng dòng tinh khí không muốn sống rót vào trong Trảm Thiên Đài, đồng thời làm dịu 6 món phù bảo. Sau một lúc lâu, Diệp Húc cảm thấy tinh khí trong nguyên thần đang nhanh chóng xói mòn. Loại tốc độ xói mòn này dù là hắn cũng không thể chống lại được. Tòa Trảm Thiên Đài này giống như một cái động không đáy, không ngừng cắn nuốt tinh khí, khiến nguyên thần của hắn nhanh chóng yếu đi. Không xong, lấy tu vi hiện giờ của ta còn không thể tế luyện đồng thời 6 món bất diệt chi bảo này. Diệp Húc vội vàng bỏ qua cho ý định đồng thời tế luyện 6 món vu bảo kia, ngẫm nghĩ một lúc quyết định chỉ tế luyện tấm chiêu hồn phiên kia. Mặc dù chỉ là một tấm chiêu hồn phiên cũng gần như cắn nuốt hết sạch tu vi của hắn. Qua thật lâu sau, Diệp Húc cũng tế luyện tấm chiêu hồn phiên này thành công. Tấm phiên này là hắn thận trọng suy xét mới lựa chọn. Diệp Húc cực kỳ vừa lòng, lập tức thu chiêu hồn phiên vào trong ngọc lâu. Về những phần khác của Trảm Thiên Đài thì bị hắn chấn áp trong Di La Thiên Địa Tháp, đều tự tách ra, chờ sau khi tu vi đủ mạnh sẽ lại tế luyện đầy đủ Trảm Thiên Đài. Tòa Trảm Thiên Đài này chỉ là bất diệt chi bảo, thật là đáng tiếc. Nếu là Nhân Hoàng chi bảo, ta liền có thể hoành hành vô kỵ, đại sát tứ phương được rồi. Diệp Húc thở dài, đột nhiên mở bàn tay bắt thiên địa pháp tướng của Hạ Trung Đường ra khỏi ngọc lâu. Hạ Trung Đường tuy bị hắn đánh nát thân thể nhưng vẫn chưa chết, thiên địa pháp tướng của lão vẫn có pháp lực không thể tưởng tượng được, gấp Diệp Húc vạn lần. Tuy nhiên, phong ấn thiên địa pháp tướng của Hạ Trung Đường chính là U Thiên Thần Vương Đấu Ách Cấn, mà Diệp Húc lấy pháp lực tam tướng bất diệt cảnh thi triển ra có tổng cộng 8 tầng, dù là thiên địa pháp tướng của lão quái vật tam bất diệt cảnh cũng không thể dãy ra được. Hạ Trung Đường, giờ ta muốn cho ngươi trơ mắt nhìn ta cắn nuốt kiều đỉnh của ngươi, biến thành chất dinh dưỡng của kiều đỉnh của ta như thế nào. Diệp Húc cười ra một tiếng, tế kiều đỉnh của mình lên, âm âm bay tới kiều đỉnh của Hạ Trung Đường, chia nhau rơi vào trong kiều đỉnh của lão. Uy năng kiều đỉnh của Diệp Húc triển khai, lập tức không ngừng rút đi địa khí cùng các loại tài liệu trong kiều đỉnh của Hạ Trung Đường,
khiến uy năng kiêu đỉnh của hắn bắt đầu không ngừng tăng lên. Tiểu tớ, người vĩnh viễn cũng không biết đại vũ tám bất chật cánh mạnh đến như thế nào. Hạ Trung Đường đột nhiên cười ha ha, cô đãng thiên địa pháp tướng, chỉ thấy kiều đỉnh của lão lập tức bành trướng nhanh chóng, tản ra từng luồng uy năng khủng bố, hoàn toàn áp chế kiều đỉnh của Diệp Húc, ngược lại đánh tới Diệp Húc. Người dẫn ta vào trong Nam Thiên Môn chính là sai lầm lớn nhất mà kiếp này ngươi phạm phải. Hạ Trung Đường ánh mắt chớp động, trong mắt thiên địa pháp tướng sát khí bắn tứ phía, thúc giục kiều đỉnh đè sập từng mảng không gian trong Nam Thiên Môn. Diệp Húc cười lại một tiếng, không sợ chút nào. Đột nhiên một tấm phiến trắng bay ra khỏi ngọc lâu của hắn, dưới chữ chảm hiện ra tên của Hạ Trung Đường. Ổn quá, ta vốn định giữ ngươi lại cho ngươi tuyệt vọng tan nát cõi lòng, nhưng nếu ngươi muốn chết thì ta thành toàn cho ngươi vậy. Nguyên thần của Diệp Húc bay lên ngọc thụ, nhập chủ chiêu hồn phiên, lập tức tám tay ôm lấy tấm phiến này ra sức vung lên. Chỉ thấy thiên địa pháp tướng của Hạ Trung Đường quát to một tiếng, từng tia hồn phách bị tấm chiêu hồn phiên này cưỡng ép xé ra khỏi thiên địa pháp tướng, bay về phía chiêu hồn phiên. Đây là lần đầu tiên Diệp Húc dùng đến chiêu hồn phiên. Vừa rồi hắn thu chảm tiên thai, không có đủ thực lực để tế luyện chảm tiên thai, cho nên trong 6 món vũ bảo kia mới chọn lấy chiêu hồn phiên. Chủ yếu là nghĩ đến với thực lực hiện tại của hắn còn không thể đối kháng với thiên địa pháp tướng của Hạ Trung Đường, đừng nói là luyện hóa, cho dù là chống cự cũng còn khó. Nhưng với chiêu hồn phiên thì lại được. Tấm đại bạch phiên này chính là bất diệt chi bảo mà Tây Hoàng luyện chế, chiêu hồn tác phách, là một loại vũ bảo không nhìn thấy uy lực nhưng cực kỳ âm độc. Diệp Húc từng thấy rất nhiều vũ bảo, có bảo vật có uy lực dũng mãnh có thể đè sập trời cao, có vũ bảo tốc độ cực nhanh phủ quang lực ảnh, lại có vũ bảo chú trọng sát phạt sát khí dày đặc, nhưng luận về mặt âm độc thì không có cái nào có thể vượt qua tấm chiêu hồn phiên này. Chiêu hồn phiên vung lên, từng sợi hồn phách của Hạ Trung Đường bị xé ra bay vào bên trong cái đại phiên này. Diệp thiếu bảo, khoảng cách giữa ta và ngươi chênh lệch ngàn lần vạn lần, ngươi đừng hòng động đến hồn phách thần thức của ta được. Thiên địa pháp tướng của Hạ Trung Đường giống to, tuy bị chấn áp trong U Thiên Thần Vương Đồ Ách Cấn, nhưng hắn ta vẫn kiêu ngạo ngút trời như trước. Quanh thân hắn hiện lên vô số đỉnh văn, phong ấn chính mình lại, ngăn cản uy năng của chiêu hồn phiên. Cái vũ bảo này của ngươi quả không tồi, đáng tiếc ta là đại vu tam bất diệt cánh, chỉ cần ta chống trụ được một lát là có thể điều khiển kiều đỉnh nghiền chết ngươi rồi. Hắn cười ha hả. Kiều đỉnh gào thét vọt tới, nghiền đè tới Diệp Húc. Lấy tu vi tam bất diệt cảnh của hắn, thao túng kiều đỉnh chấn chết Diệp Húc quả rất dễ dàng. Hạ Trung Đường, từ thời khắc ngươi gặp ta kia, ta đã định trước kết cục của ngươi rồi. Diệp Húc khẽ mỉm cười, không để ý đến kiều đỉnh đang đánh đến, lập tức thúc giục nguyên thần của mình phát huy ra uy năng lớn nhất của chiêu hồn phiên. Chỉ thấy hắn cầm đại phiên trong tay vung mạnh lên, vô số xiềng xích đen từ trong mặt phiên bắn ra, xẹt xẹt đâm vào bên trong U Thiên Thần Vương Đồ Ách Cấn, đâm vào thật sâu trong thiên địa pháp tướng của Hạ Trung Đường. Vù, sinh hồn của Hạ Trung Đường bị những sợi xích đó trói chặt lại, cưỡng ép kéo ra khỏi thiên địa pháp tướng, không tự chủ được rơi vào trong phiên. Hồn phách của hắn rơi vào trong chiêu hồn phiên ba chữ Hạ Trung Đường, đầm đìa máu ở phía dưới chữ chảm, trên mặt phiên dần dần nhạt màu, biến mất không thấy nữa. Thiên địa pháp tướng của hắn lập tức đánh mất tất cả sinh lực, trở nên đần độn đờ đẫn, đứng ở trong U Thiên Thần Vương Đồ Ách Cấn an tĩnh lại. Ông một tiếng, một tòa ngọc lâu 8 tầng từ trong cơ thể thiên địa pháp tướng hiện ra, không ngừng phân giải hóa thành một luồng linh quang tiêu tan. Cùng lúc đấy, kiều đỉnh của hắn đã không có thiên địa pháp tướng điều khiển, dựa vào quán tính tiếp tục đánh tới, đánh lên người Diệp Húc một cái thật mạnh. Chỉ thấy vô số tia lửa tóe ra, chín cái đại đỉnh đó đâm vỡ hư không, gần như nghiền nát Diệp Húc. Diệp Húc thổ huyết, cố áp chế thương thế, trong lòng kinh sợ. Đây là Hạ Trung Đường đã chết rồi, kiều đỉnh theo quán tính vẫn khủng bố như vậy, đánh cho hắn trọng thương. Nếu không phải hắn kịp thời thu hồi hồn phách thần thức của Hạ Trung Đường, chỉ kiều đỉnh đâm vào như thế đã có thể đâm vỡ hắn rồi. Đại vô tam bất triệt cảnh thật mạnh, cho dù Hạ Trung Đường bị Diệp Húc lấy liệt hỏa minh tôn đánh cho trọng thương, thân bị thể bị hủy, thực lực tổn hao lớn, 10 thành chỉ còn không đến 1 thành, hơn nữa còn bị tầng tầng chấn áp, nhưng vẫn có thể khiến cho đại vô hóa thần kỳ là Diệp Húc đây bị thương, thậm chí còn suýt nữa mất mạng. Loại tu vi này mạnh mẽ khôn cùng. Cũng may Hạ Trung Đường bị ta thu hồn phách thần thức, hoàn toàn thân tử đạo tiêu, giữ được thiên địa pháp tướng lại tiện nghi cho ta. Nếu không muốn luyện hóa hắn ta, e là nếu như ta không tu luyện đến tam tướng cảnh thì không có khả năng luyện hóa hắn rồi. Diệp Húc thở hổn hển, vung món bất diệt chi bảo chiêu hồn phiên này lên. Chiêu hồn phách của đại vua tam bất diệt cảnh đã chết cũng không phải dễ dàng như vậy,
đầu tiên là thúc giục chiêu hồn phiên lên, liền tiêu hao tu vi của hắn rất nhiều. Nếu không phải nguyên thần của hắn đủ mạnh, nếu không chỉ vung cái vu bảo này lên, có khi liền tiêu hao sạch sẽ tu vi của hắn. Hồn phách thần thức của Hạ Trung Đường bị bắt vào trong chiêu hồn phiên, đã hoàn toàn chết, chỉ để lại thiên địa pháp tướng bị trấn áp trong U Thiên Thần Vương Đồ Ách Cấn. Hạ Trung Đường do tu vi hạn chế là cường giả nguyên thần bất diệt kỳ. Tôn thiên địa pháp tướng này không tu luyện đến cảnh giới bất tử bất diệt, tuy kém với thiên địa pháp tướng của nhân vật tuyệt đỉnh Giả La Minh Tôn kia, nhưng cũng không phải là nhỏ, có thể tạm dừng để thúc dục thân thể Liệt Hỏa Minh Tôn. Luyện nguyên thần của Hạ Trung Đường và thiên địa pháp tướng thành nguyên thần thứ hai. Pháp tướng thứ hai dùng để điều khiển thân thể Liệt Hỏa Minh Tôn cũng không phải là kế lâu dài. Diệp Húc tâm niệm khẽ động, tán đi phong ấn thiên địa pháp tướng của Hạ Trung Đường cùng U Thiên Thần Vương Đồ Ách Cấn, hắn thầm nghĩ. Mặc dù là thiên địa pháp tướng của Tam Bất Diệt Cánh, thúc dục thân thể Liệt Hỏa Minh Tôn, pháp lực cũng sẽ tiêu hao, cảnh giới sẽ rơi xuống. Chỉ có lấy được tâm pháp của hoàng tộc ma tộc mới có thể duy trì pháp lực cuồn cuộn không ngừng, vĩnh không khô kiệt. Thúc dục thân thể Liệt Hỏa Minh Tôn tiêu hao rất lớn. Thân thể Liệt Hỏa Minh Tôn chính là thân thể nhân hoàng, dùng một lần sẽ tiêu hao tu vi. Với tu vi hiện giờ của Diệp Húc, dù là thiên địa pháp tướng của Hạ Trung Đường cũng không gắng gượng được bao nhiêu thời gian. Diệp Húc phải tìm được tâm pháp tu luyện của hoàng tộc Đế Thích mới có thể hoàn thiện tôn thân ngoại hóa thân này. Tính đi tính lại, ta thoát ra Vô Vọng Thiên Bích đã được 7-8 tháng rồi. Giả La Minh Tôn và Hạo Thiên Khuyển chắc đã rời đi 2-3 tháng trước, thoát khỏi Vô Vọng Thiên Bích. Đáng tiếc Minh Tôn ông ta không dám tiến vào hòm của ma vực, e sợ bị ma hoàng đuổi giết. Nếu không thì có thể bảo ông ta lấy cho một bộ cấm pháp của ma tộc rồi. Lúc này, Hạ gia Trung Châu tràn ngập một luồng không khí tiêu điều u ám. Vu Hoàng thế gia cổ xưa này cuối cùng nhận được tin Thiên Đỉnh mất tích, nhân hoàng tức giận, toàn bộ thế gia như một cỗ máy thật lớn thật cổ bắt đầu chuyển động đâu vào đấy. Từng cái đại đỉnh từ trong ngủ say sống lại, tràn ra hơi thở khiến người ta run rẩy, tim đập chân run. Uy áp của cấm bảo gần như trong chớp mắt truyền khắp đại lục, truyền đến biển rộng vô biên, kéo dài ngàn vạn dặm, thậm chí cả những đại lục xa xôi vùng hải ngoại cùng các thánh địa đều bị khí tức của cấm bảo này làm cho chấn động. Cả Chu Thiên Tinh Cung, Hàn Nguyệt Cung, Thái Dương Thần Cung ở xa cũng có thể cảm giác được dao động dị thường trong nguyên khí của thế giới Vu Hoang. Đã bao nhiêu năm rồi, kiều đình của Hạ gia chưa từng xuất động tập thể, mà hiện giờ chẳng những địa dương đỉnh bị kích phát ra tất cả uy năng, thậm chí sáu cái cấm bảo đại đỉnh cũng bị Hạ gia Trung Châu kích phát. Trong nháy mắt, gần như tất cả mọi người đều cảm thấy nguyên khí thiên địa bắt đầu từ từ biến mất. Một số vu sĩ đại châu gần Trung Châu nhất, thậm chí môn phái thế gia đều không cảm nhận được bất cứ tia nguyên khí thiên địa nào. Thậm chí cả vu pháp vu bảo cũng không thể thúc dục, gần như bị đánh thành phàm nhân. Kiều đỉnh của Hạ gia Trung Châu chấn áp thiên địa âm dương, phong sơn hỏa thủy lôi, vu pháp vu bảo thiên hạ cũng bị chín cái đỉnh này khắc chế hết. Hiện giờ sáu cái đỉnh trong đó sống lại, giống như sáu vị vu hoàng tỉnh lại sau giấc ngủ say, tản ra uy thế ngập trời, khiến cho thiên hạ khiếp sợ, chấn áp vu hoàng. Loại uy thế này có thể nói là khủng bố. Có thể tưởng tượng ra thời đại Đại Hạ Hoàng Triều, cảnh tượng kiều đỉnh tề xuất chấn áp toàn bộ thế giới vu hoang đến tuyệt cùng nguy nga tráng lệ ra sao. Một đám thánh địa bị chấn động bởi khí thế của Hạ gia, chỉ thấy trong thế giới vu hoang từng cấm bảo lần lượt sống lại sau cơn ngủ say, khởi động từng mảng thiên địa chống cự lại uy áp của sáu món cấm bảo Hạ gia. Loại cảnh tượng này thật khủng bố, gần như có bộ dạng của diệt thế. Nếu như lúc này các đại thánh địa chính ma yêu ba đạo không nhận được thi triển cấm bảo công kích, chỉ sợ toàn bộ thế giới vu hoang đều bị đánh cho sụp đi một nửa, vô số sinh linh đều bị hủy ở dưới công kích của cấm bảo. Không bao lâu sau, sau cái cấm bảo đại đỉnh Hạ gia Trung Châu lần lượt lâm vào yên lặng, hơi thở khủng bố như vu hoang dần dần tan đi, mà các đại thánh địa cũng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng vô cùng hiếu kỳ, đều phái ra những vu sĩ tin tức linh thông thăm hỏi khắp nơi vì sao Hạ gia lại làm như vậy. Trong tin tức truyền đến trong tai các đại thánh địa khắp vu hoang làm cho người ta không biết nên khóc hay nên cười. Sở dĩ Hạ gia tức giận như vậy đánh thức lục đỉnh cũng là bởi vì thiên đỉnh của Hạ gia bị Liệt Hỏa Minh Tôn của Diêm Ma Thần Điện cướp đi. Bởi vậy Hạ gia mới thúc giục tám cái đại đỉnh còn lại mượn dùng hơi thở cảm ứng giữa kiều đỉnh tìm kiếm phương vị của Liệt Hỏa Minh Tôn. Kiều đỉnh Hạ gia chính là một bộ cấm bảo hỗ trợ lẫn nhau, chẳng những có thể dễ dàng đoạt lại kiều đỉnh, thậm chí có thể cách trăm núi ngàn sông đánh chết Liệt Hỏa Minh Tôn. Tuy nhiên, thứ làm cho người ta bất ngờ là lần này Hạ gia náo ra động tĩnh long trời ở đất, suýt nữa tạo ra diệt thế chi chiến, nhưng vẫn không thể tìm kiếm được bất cứ khí tức nào của thiên đình cả.
Tòa thiên đình này dường như giống với ba tòa cấm bảo Thiên Địa Dương từng bị trộm đi, không cánh mà bay, biến mất khỏi thế gian. Cho dù là cảm ứng giữa kiều đỉnh cũng không thể tìm kiếm được phương vị của thiên đình. Hạ gia, lần này mất mặt lớn rồi. Không ít thánh địa vui sướng khi người gặp họa, đồng thời cũng âm thầm khâm phục vị liệt hỏa minh tôn kia. Thiên đỉnh của Hạ gia tuy không phải là cấm bảo, nhưng là nhân hoàng chi bảo có uy năng cực kỳ mạnh. Không biết có bao nhiêu người muốn đánh cắp cái thiên đỉnh này, nhưng đều thất bại. Càng nhiều người tuy là rất thèm thuồng nguyên lực của kiều đỉnh Hạ gia, nhưng cũng không dám hành động. Dù sao điều đó tương đương với trêu chọc vào cái uy của Hạ gia Trung Châu, đối mặt với lửa giận của Hạ gia. Nhưng vị liệt hỏa minh tôn này thì lại dám, chẳng những dám, thậm chí còn làm được, khiến Hạ gia Trung Châu bậc thánh địa vu hoang này điều động 6 món cấm bảo đều không làm gì được. Liệt hỏa minh tôn, cái lão già này tuổi còn lớn hơn cả ta, không phải đã sớm chết già rồi hay sao? Dưới chân núi Đại Hoang, trong lãnh thổ Đại Hán, Già La Minh Tôn cũng nghe được tin này, lắc lắc cái dây xích chó, buồn bực mà nói: Già La Minh Tôn, quyết chiến với bọn ta mà ngươi còn dám phân thần, thật sự là muốn chết mà. Dưới chân núi đất hoang, một vị Đại Minh Tôn Vương thân người đầu trâu tức giận, lỗ mũi xỉ khói, rít cả mà nói: Chính là Đại Minh Tôn Vương Bảo Hiền Minh Tôn phụng mệnh xâm la thần điện tiến đến vu hoang truy sát Già La Minh Tôn. Già La, ngươi nhục mạ Ma Hoàng, còn âm Ma Hoàng một lần, tội đáng chết vạn lần, trên trời dưới đất không còn chỗ dung thân cho ngươi. Hôm nay tại núi Đại Hoang này chính là ngày chết của ngươi. Tu Đề Minh Tôn thản nhiên nói. Già La Minh Tôn liếc hắn một cái, nhai răng cười gằn: Hai tên hỗn cầu nhà ngươi, quấn quýt bám lấy, đuổi giết bản đại tôn chừng 2 tháng nay. Các ngươi không phiền, thế nhưng lão tử thấy phiền rồi. Cũng tốt thôi, hôm nay lão tử ở nơi đây giải quyết hết chúng mày vậy. Già La, đúng vậy, thả chó ra cắn nó nào. Hạo Thiên Khuyển ngồi trên đầu vai của lão kêu gào mà nói: Ma cấu, ma cấu, Già La ma cấu, mau thả chó ra cắn chết bọn chúng đi nào. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 111 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 112 vào ngày mai.